Ồ, ở đây chúng ta có rất nhiều những chú khủng long nè, mọi người cùng khám phá với mình nha. Đầu tiên chúng ta có một chú khủng long bay nè, mọi người chú đang đợi một trên cành cây nha. Và chú có thân hình khá là to lớn với đầu cánh sải dài nè mọi người. Chú có làn da màu nâu nha và chú không hề có đuôi luôn. Đầu cánh của chú khá là dài nha. Và chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Wow, và đây thật là bay đúng vậy, nhìn nó to chưa kìa các bạn. Đấy, nhìn xịn chưa kìa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn nha. Chú có làn da màu xanh sẫm và có những vệt vàng màu đen chạy dọc khắp thân thể trông khá là nổi bật luôn. Chú có một chiếc đuôi khá cong và dài và hai chân sau của chú to khỏe với đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại trông khá là yếu đuối và không hề có móng vuốt luôn nha mọi người. Chú có một chiếc cổ khá là gân guốc và cái đầu của chú trông khá là xương xẩu luôn này. Hai hàm răng trắng sắc nhọn của chú chứng tỏ đây là một chú khủng long. Ồ, bên đây mình cũng không lâu bỏ chú thiên với các bạn, giờ nó lớn chưa kìa đó không? Đấy, chúng ta có một con thiên long khổng lồ luôn nha các bạn. Đấy, xịn chưa kìa. Ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có tên gọi là khủng long đuôi kiếm nha mọi người. Chú có thân hình khá là to lớn và có làn da màu vàng. Trên sống lưng của chú một đầy những chiếc nước phải to và có màu nâu trông khá là bắt mắt luôn nè mọi người. Đuôi của chú khá là dài nha và bốn cái chân của chú khá là thon gọn, tuy nhiên nó cũng lại khá là ngắn và chỉ có chạy rất là chậm nè mọi người. Chú có một chiếc cổ khá là dài. Và đây là con Stegosaurus đó các bạn, có những cái gai này các bạn. Đấy, lưng của nó là những cái gối máy rất là đẹp luôn nha. Luôn và chú là loài khủng long ăn thực vật nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là gầy và ốm yếu này mọi người. Chú có làn da màu xanh sẫm và có một chiếc đuôi siêu dài luôn. Bốn cái chân của chú trông khá là xương xẩu và mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Cổ của chú khá là dài và quanh cổ của chú được bao bọc bởi hai cái bờm mọc đối xứng nhau tạo thành một vòng tròn trông khá là đẹp luôn nè. Cái đầu của chú còn có hai cái bờm khác ở trên cổ nè, ở trên đầu này mọi người. Và chú có một đôi mắt màu vàng và khuôn mặt trông khá là đáng sợ luôn. Wow, và đây là một Bilofo đấy các bạn. Chúng ta có một con khủng long Bilofo khá là to lớn và rất to luôn các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ nha. Chú có làn da màu xanh dương, tuy nhiên phần lưng, đuôi và cổ thì lại có màu cam. Và chú trên lưng chú có hai hàng gai nhọn trông khá là
nguy hiểm luôn nha. Và đuôi của chú khá là dài, và thân đó bốn cái chân của chú khá là dài, và tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm, và cổ của chú đầy những chiếc gai đông nguy hiểm vô cùng luôn. Cái đầu của chú khá là to nha mọi người, và lởm chởm những chiếc răng. Tuy nhiên chú lại là một chú khủng long. Wow, và đây là Amaga đấy các bạn. Chúng ta có một khủng long Amaga đấy các bạn. Nhìn to chưa kìa, không phải những cái gai nhỏ nha. Nhìn nó xịn chưa các bạn. Ăn lá cây nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhỏ bé có tên gọi là Spinosaurus. Chú có một cái vây khá là to ở trên lưng, và thân hình của chú khá là nhỏ bé luôn. Chú có làn da màu đỏ và phần lưng thì lại có màu đen, và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn. Hai chân sau của chú chắc khỏe, tuy nhiên lại khá là nhỏ nha mọi người. Và hai chân trước của chú thì trông khá là vô dụng và không hề có móng vuốt luôn nha. Chú có một chiếc cổ khá là dài, và cái đầu của chú hơi tròn với đôi mắt màu đen nên mọi người, cái miệng của chú hơi dài nha. Và chú là loài khủng long ăn thịt đó. Và đây là con siêu lết vừa mới cắn hạ của Indominus thì các bạn nhìn ghê chưa kìa các bạn. Xịn chưa kìa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ nhắn luôn. Chú có làn da thô dày và có một chiếc đuôi khá là ngắn nè. Bốn cái chân của chú khá là nhỏ, tuy nhiên lại khá là mạnh mẽ nha mọi người. Chú di chuyển rất là chậm luôn. Và chú có một cái bờm bao quanh cổ khá là cứng và có hình năng quạt nha mọi người. Ngoài ra trên đầu chú còn có hai cái sừng khá to và nhọn, và một cái sừng khác nhỏ hơn ở trên mũi của chú nè. Chú có tên gọi là Triceratops. Wow, và đây là con Triceratops các bạn. Chúng ta một con khủng long ba xương Triceratops khá là to lớn luôn vậy không? Nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long săn mồi có thân hình khá là nhỏ bé và có làn da màu tím nha mọi người. Vì phần lưng và cổ của chú thì lại có màu xanh dương và mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là đáng sợ luôn. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Hai chân sau của chú đầy những cơ và dài, chứng tỏ chú chạy rất là nhanh đó. Hai chân trước của chú có những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Chú có một chiếc cổ khá là ngắn và nhìn này khuôn mặt của chú trông khá là đáng sợ. Và đây là một khủng long Asiaka. Chúng ta một con khủng long Asiaka khá là to luôn các bạn. Xịt chưa các bạn. Luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu cam và trông khá là nổi bật luôn nha mọi người. Đuôi của chú khá thon và dài nè. Chú có làn da khá là xù xì và hai chân sau của chú khá là khỏe mạnh nha mọi người. Tuy nhiên hai chân trước của chú thì trông khá là ốm yếu và không hề có móng vuốt luôn. Trông nó khá là vô dụng luôn. Chú có một chiếc cổ khá là dài. Và trên đầu của chú là một cái sừng khá là to và cứng nha. Và chú thường dùng cái sừng này để hút vào các loại khủng long khác khi chú gặp. Và đây chúng ta có Brachiosaurus các bạn. Chúng ta một con khủng long Brachiosaurus khá là đẹp nha các bạn. Nhìn xịn chứ các bạn. Đấy, xịn. Nguy hiểm nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là đáng chắc luôn. Chú có làn da màu xám và phần sống lưng vô lên trong khá là nổi bật luôn nè. Và chú có một chiếc đuôi khá là to nữa nha. Bốn cái chân của chú chắc khỏe và đầy cơ bắp, và chú có thể chạy rất nhanh đó. Chú có một chiếc cổ khá là dài luôn. Cái đầu của chú khá là cứng và nhìn đôi mắt. Và đôi mắt của chú có màu đen này mọi người. Cái miệng của chú khá là to và cứng và không hề có răng, chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn lá cây nha. Wow, và đây chúng ta yên gió nó lên. Cái con khủng long rất là nhiều yêu, nó chạy rất là nhanh nha các bạn. Nó chạy bằng hai chân á giờ. Đấy, nhìn xịn chưa kìa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thể đứng trên hai chân trông giống như một chú kangaroo vậy. Chú có thân hình cao lớn và có làn da màu vàng, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xanh lá cây và đuôi của chú cũng khá là ngắn nữa. Bốn cái chân của chú trông khá là mạnh mẽ và mập mạp nha mọi người. Cái cổ của chú khá là dài luôn và đầu của chú có màu vàng nha. Đặc biệt trên đầu có một cái sừng cứng và nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Tuy nhiên chú lại khá là hiền và chú là loài khủng long ăn lá cây nha mọi người. Và đây chúng ta có Bara đây các bạn. Chúng ta một con khủng long Brachiosaurus với đây các bạn. Con này chạy rất là nhanh luôn chứ các bạn. Đấy, đẹp chưa kìa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé luôn nè. Chú có tên gọi là Velociraptor và đuôi của chú khá là ngắn nữa và mọc đầy gai luôn. Chú có làn da màu trắng và hai bên hông thì lại có màu xám nha mọi người. Bốn cái chân của chú trông khá là chắc khỏe và mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Cái đầu của chú đầy những chiếc gai này, cái đôi mắt màu đỏ và hai hàm răng sắc nhọn của chú chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha mọi người. Và chú thường đi săn theo bài đàn nha. Và đây là một Indominus cho các bạn. Chúng ta một con khủng long khổng lồ Spider-Man Indominus. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhìn trông giống như một chú thằn lằn vậy. Chú có thân hình khá là nhỏ bé và có làn da màu nâu xám nha.
Tuy nhiên phần lưng thì lại có màu nâu và đặc biệt trên lưng có một cái vảy khá là lớn luôn nè. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nha, và nhìn kìa bốn cái chân của chú trông khá là nhỏ gọn và ngắn, và một vài những chiếc móng vuốt sắc nhọn luôn nha, đó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi đó. Wow, và chúng ta còn đi Metrolon đấy các bạn, chúng ta mà còn khu đặc biệt Metrolon khổng lồ với vậy luôn vậy đấy các bạn, cánh bướm đẹp chưa kìa các bạn. Chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn, trông giống như một chú voi vậy. Chú có làn da thô dày và có màu tím, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xanh dương, và đuôi của chú cũng khá là ngắn nữa. Bốn cái chân của chú chắc khỏe và chú có thể chạy rất là nhanh nha. Đặc biệt chú có một cái bờm khá là to ở trên cổ này mọi người, và chú còn có hai cái sừng khá là to và dài ở trên đầu, và một cái sừng khác khá là nhỏ ở trên mũi của chú. Cái miệng của Wow, và đây chúng ta có đi các bạn. Đây, chúng ta có một con khủng long Benta Ceratops khổng lồ luôn nha các bạn. Đấy, nhìn xịn chưa các bạn. Chú trông khá là cứng và chú là loài khủng long ăn lá cây nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là mập mạp luôn. Chú có làn da màu xanh lá, tuy nhiên phần sống lưng thì lại có màu xanh dương, và đuôi của chú cũng khá là dài đó. Bốn cái chân của chú trông khá là chắc khỏe và mập mạp, và đặc biệt là hai chân trước của chú mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn luôn. Nó giúp ích cho chú trong việc bắt giữ và xé xác con mồi nha mọi người. Và chú có một chiếc cổ khá là cứng đó. Đôi mắt của chú đen và to, và trên đôi mắt ấy là hai cái bờm khá là to luôn này mọi người. Trong khá... Và đây là Dilophosaurus đấy các bạn, chúng ta một con khủng long Dilophosaurus như vậy, con này chạy cũng rất là nhanh luôn các bạn. Khá là nổi bật luôn. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhỏ bé có tên gọi là Carnosaurus nha. Chú có làn da màu hồng, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xanh dương, và phần sống lưng của chú mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Chú có một chiếc đuôi khá là dài, và nhìn hai chân sau của chú này trông chắc khỏe vô cùng, và chú có thể chạy rất là nhanh đó. Chú hai chân trước của chú trông khá là nhỏ bé và không hề có móng vuốt. Có đây là Carnosaurus thì các bạn, chúng ta một con khủng long với hai cái sừng vào đây các bạn, nhìn nó to chưa kìa các bạn, thấy xịn chưa kìa đó. Khá là vô dụng luôn nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé luôn. Chú có một chiếc đuôi khá là dài nha. Chú có làn da màu xám và phần lưng thì lại có màu đen nha mọi người. Và hai chân sau của chú khá là nhỏ và ngắn, tuy nhiên nó lại khá là chắc khỏe và có màu đen tuyền nha. Hai chân trước của chú cũng nhỏ không kém, tuy nhiên nó mọc vài những chiếc móng vuốt sắc nhọn, và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Cổ của chú khá là dài, và chú có một đôi mắt màu vàng này mọi người, hai hàm răng sắc nhọn của chú chứ. Wow, và đây chúng ta có đây các bạn. Đấy, đây là khủng long bài nhỏ đấy các bạn. Đấy, trình xịn chia kìa. Chúng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu xanh thẫm, và da của chú khá là xù xì luôn. Thân hình của chú khá là nhỏ bé, và phần sống lưng thì lại có màu đen nha mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là dài luôn. Hai chân sau của chú khá là dài, và chú có thể chạy rất là nhanh đó. Tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại trông khá là nhỏ bé và ốm yếu. Nó không hề có móng vuốt và trông khá là vô dụng luôn nha. Chú có một chiếc cổ khá là dài đó, và đôi mắt của chú có màu đen nè. Cái miệng của chú nhỏ xíu, và chú là loài khủng long ăn lá cây nha. À, đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ này mọi người. Chú có bốn cái phay khá cứng và dài, và lọt đối xứng nhau trông khá là đẹp luôn. Và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Thân hình to cành của chú được bao bọc bởi một lớp vải thô và cứng, và có màu đen tuyền nha. Và chú có một chiếc cổ siêu dài luôn nè. Trên chiếc cổ ấy là một cái đầu trông giống như đầu rắn vậy, với đôi mắt màu đỏ trông khá là đáng sợ luôn. Hai hàm răng của chú trông khá là sắc nhọn luôn nha. Và hôm qua đây là xà lông Leso đây các bạn. Đấy, chúng ta một con Leso số rất khổng lồ đấy nha. Tốc độ bơi phải nói là rất là nhanh luôn kìa. Chú là loài khủng long ăn thịt đó. Và đây chúng ta có một chú khủng long trông giống như một chú kỳ đà vậy. Chú có làn da màu xanh lá, và có những chiếc vảy thô và cứng trông khá là nguy hiểm luôn. Đặc biệt trên lưng của chú có một cái vảy khá là to này mọi người. Chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nha. Nhìn bốn cái chân của chú này chắc khỏe vô cùng luôn, và có những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Tuy nhiên chân của chú lại khá ngắn, chứng tỏ chú và đây đi Metrolon đấy các bạn. Đây chân nào một con khủng long đi Metrolon khổng lồ thì mình thấy khủng long nó to quá nhỉ. Đấy, xịn chưa kìa, di chuyển rất là chậm luôn.
À, đây chúng ta có một chú khủng long màu hồng có tên gọi là Spinosaurus nha mọi người. Chú có một cái vây khá là lớn ở trên lưng nè. Đuôi của chú mọc đầy những chiếc gai trông khá là nguy hiểm luôn. Chú có thân hình khá là chắc chắn và nhìn hai chân sau của chú này chắc khỏe vô cùng luôn và đầy những cơ nha. Chú có thể chạy rất nhanh đó, hai chân trước của chú trông khá là hữu dụng và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong thời gian. Và đây chúng ta có một con khủng long Spino, các bạn có thấy con khủng long nó to xíu kìa thấy không? Nhìn nó khá là hình dưỡng với cái màu đỏ rất là nguy hiểm luôn nha. Màu nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn. Chú có tên gọi là khủng long đuôi kiếm bởi vì đuôi của chú có bốn cái sừng nhô lên trông giống như những thanh kiếm vậy. Chú có một chiếc đuôi khá là dài nha và chú có làn da màu xanh lá và trên lưng chú có hai hàng vây đỏ tua tủa. Trông khá là đẹp luôn và trông như những cánh hoa vậy. Bốn cái chân của chú khá là dài, tuy nhiên trông khá là yếu và chú di chuyển khá là chậm nha mọi người. Cổ của chú khá là dài đó và chú là loài khủng long ăn lá. Wow, và đây mình có Stegosaur. Thì các bạn thấy con khủng long này có những cái gai nhọn trên người và đuôi của nó là hiệu những cái gai chỉa ra cây. Và đây chúng ta có một chú khủng long có làn da màu trắng nè, tuy nhiên phần lưng của chú thì lại có màu vàng và chú có một chiếc đuôi khá là dài đó. Hai chân sau của chú chắc khỏe thon gọn và chú có thể chạy rất nhanh. Tuy nhiên hai chân trước thì lại trông khá là yếu đuối và không hề có móng vuốt cho mọi người. Trông nó khá là vô dụng luôn. Vậy cổ của chú có một chiếc cổ khá là dài đó. Đôi mắt của chú trông khá là hung dữ và đặc biệt chú có hai cái vờn rất to ở trên đầu này mọi người. Và chú là loài khủng long ăn thịt nha. Wow, ở đây mình có Dilophosaurus. Wow, vậy các bạn thấy đây là chú khủng long Dilophosaurus các bạn. Đấy, xịn chứ. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình to lớn và có làn da thô dày. Thì trên lưng của chú mọc lên những chiếc gai trông khá là nguy hiểm luôn và đuôi của chú khá là ngắn nữa nha. Và nhìn bốn cái chân của chú này chắc khỏe vô cùng luôn và chú có thể chạy rất nhanh đó. Trên cổ của chú là một cái bờm to cứng và hình tròn nha mọi người. Và trên chiếc bờm đáy mọc vô số những chiếc sừng trắng nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Ngoài ra chú còn có một cái sừng khác ở trên mũi của chú nè. Và chú là loài khủng long ăn lá cây nha mọi người. Wow, và đây là Stegosaurus đấy các bạn. Đấy, nhìn nó to chưa kìa không? Ở đây chúng ta có một con Stegosaurus khá là to lớn luôn. Ở đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn. Da của chú sần sùi và màu xám, trông giống như một tảng đá lớn vậy. Trên lưng chú là hai dọc sống lưng chạy song song với nhau trông khá là nổi bật luôn. Và chú có một chiếc đuôi khá thuôn và dài nha. Bốn cái chân của chú trông khá là khỏe mạnh và trông giống như bốn cây cột trụ vậy. Trông vững chắc vô cùng luôn, tuy nhiên chú vẫn di chuyển khá là chậm. Cổ của chú khá là dài và cái đầu của chú thì trông giống. Và đây chúng ta có Avatar được vậy. Nhìn nó to chưa kìa. Và chúng ta có một con khủng long khổng lồ với trọng lượng lên tới 17 tấn luôn, rất là lớn luôn nha. Như cái đầu cá vậy. Và đại chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé luôn. Chú có làn da màu trắng sữa, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu xanh lá và đuôi của chú cũng khá là dài luôn nha. Hai chân sau của chú khỏe mạnh và chú có thể chạy rất là nhanh, tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại trông khá là yếu đuối và không hề có móng vuốt. Trông nó khá là vô dụng luôn và chú có một chiếc cổ khá là gân guốc này mọi người. Đôi mắt của chú màu đen và cái miệng của chú khá là nhỏ và đặc biệt chú có một cái sừng khá là lớn ở trên đầu nha. Oh, và nó sơ với một loại khủng long đặc biệt khá là đẹp cho các bạn. Đây chúng ta một con khủng long chia màu gần đấy các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long trông khá là nhỏ bé luôn. Chú có một chiếc đuôi khá thuôn và dài. Bốn cái chân của chú ngắn và nhỏ chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm đó. Và chú có làn da màu xanh dương sang lẫn màu trắng cho mọi người. Cái cổ của chú khá là dài luôn và trên chiếc cổ ấy là một cái bần kéo dài từ cổ cho tới tận lưng nha mọi người. Trông khá là đẹp luôn và cái đầu của chú khá là nhỏ nữa. Đôi mắt của chú to và đen và cái mõm của chú khá là nhỏ bé và chú là loài khủng long ăn lá cây nha mọi người. Và đây Amaga con khủng long khá là khác biệt so với loài của nó các bạn. Đây nó cùng họ với những con khủng long cổ dài nhưng mà cái phần đầu của nó sẽ có những cái gai nhưng mà nó lại không to như những con loài của nó vậy. Và đây chúng ta có một chú thằn lằn bay nè. Chú có thân hình khá là nhỏ bé với một chiếc đuôi khá là ngắn. Hai cánh của chú sải rộng và trên hai cánh đó là hai cái bàn tay mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Chú có làn da màu xanh dương và cái đầu của chú thì lại có màu vàng nha. Và đặc biệt trên đầu của chú có một cái sừng khá là cứng và nhọn. Và cái mõm của chú cũng dài và nhọn không kém nha. Chú có một đôi mắt khá là to và chú là loài khủng long ăn thịt nha. Chú thường bay lượn ở trên không. Và đây là Bitero nha các bạn. Đây chúng ta có một con khủng long Bitero khá là to lớn. Hồi trời sẽ cánh bay rất là nhanh luôn nha các bạn. Đó, to chưa kìa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ này mọi người.
thì chú có tên gọi là Ares và là loài khủng long ăn thịt, vì vậy mặt của chú trông khá là hung dữ luôn. Chú có thân hình khá là to lớn với một chiếc đuôi siêu dài luôn này mọi người. Rồi phần lưng và cổ của chú mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Và nhìn nè, bốn cái chân của chú chắc khỏe và đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn, và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Chú có thể chạy rất là nhanh. Oh, và đây là Indominus đây các bạn. Chúng ta mà còn khủng long Indominus khá là to lớn luôn nha các bạn. Nhìn nó ngồi trên kìa các bạn. Đó. Và đây chúng ta có một chú khủng long nhỏ bé có tên gọi là Brachiosaurus. Chú, làn da của chú khá là sần sùi và chú có làn da màu cam nha. Tuy nhiên phần sống lưng thì lại có màu đen và đuôi của chú cũng khá là dài đó. Bốn cái chân của chú trông khá là nhỏ, tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm nha. Và chú có một chiếc cổ khá là dài luôn, trên chiếc cổ ái nực một cái đầu trông giống như đầu rắn vậy. Tuy nhiên chú lại khá là hiền và chú thường ăn những chiếc lá cây. Oh, và đây là Magnesimosaurus, một khủng long khổng lồ với cái cổ siêu dài luôn nha các bạn. Nhìn nó to chưa kìa, thấy không? Con này nặng lại cả trăm tấn rất là bình thường nha. Đi ở tới trên cao nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có tên gọi là Spinosaurus nha mọi người. Chú có một cái quai khá lớn ở trên lưng nè. Thân hình của chú dài ngoằng luôn và chú có một chiếc đuôi khá là dài và trên đuôi mọc đầy những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn. Thân thể của chú được bao bọc bởi một lớp vảy thô cứng và có màu xanh lá nha mọi người. Cổ của chú khá là dài và trên cổ là một cái bờm nè. Bốn cái chân của chú khá là chắc khỏe, dài và mọc đầy những chiếc móng vuốt sắc nhọn và nó giúp ích rất nhiều. À, và đây là con Spino đây các bạn. Ở đây chúng ta có một con khủng long Spinosaurus nha các bạn. To chưa kìa, thấy không? Đấy, nó có cái vây lưng kìa, đã chưa? Cho chú trong việc săn mồi nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ bé luôn. Chú có làn da khá là xù xì và có làn da màu cam nha. Phần lưng và đuôi của chú có những đốm màu đen và chú có một cái đuôi khá là ngắn nữa. Hai chân sau của chú chắc khỏe và mập mạp, tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại trông khá là ốm yếu và không hề có móng vuốt, và trông nó khá là vô dụng luôn nha. Cổ của chú khá là dài đó, và đặc biệt trên đầu của chú u lên một cục, trông giống như một quả núi vậy, trông khá là dễ thương luôn. Wow, và đây chúng ta có gì đặc biệt, đây là con Brachycephalosaurus các bạn. Cái đầu nó rất là dài luôn nha các bạn. Chú khủng long này có làn da màu đỏ nha mọi người, và những vệt vằn màu đen dày dọc có thân thể nè, và chú có một chiếc đuôi khá là ngắn nữa. Bốn cái chân của chú trông khá là xương xẩu và cơ bắp, và đặc biệt là những chiếc móng vuốt nhô cao lên trông khá là nguy hiểm luôn. Nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Cái cổ của chú trông khá là xù xì luôn nè, và nhìn kìa, chú có một đôi mắt màu đen và khuôn mặt của chú nhìn trông khá là dễ thương. Tuy nhiên hai hàm răng sắc nhọn chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Oh, và đây là Velociraptor, và chúng ta có những con khủng long Velociraptor khá đặc biệt luôn các bạn. Đấy, xịn chưa kìa. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình tiền màu đen nè mọi người. Chú có một chiếc đuôi siêu dài luôn, thân hình của chú khá là to lớn và được bao phủ bởi một lớp vảy thô cứng và sáng bóng nha mọi người. Lưng và cổ của chú mọc đầy những chiếc gai nhọn luôn nè, và nhìn bốn cái chân của chú nè khá là dài, to khỏe và có những chiếc móng vuốt khổng lồ luôn nha mọi người, và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi đó. Chú có một chiếc cổ khá là dài và đôi mắt của chú màu đen nè. Những chiếc răng sắc nhọn chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Và đây có gì đây các bạn, Indoraptor đây các bạn. Đây là con khủng long khá đẹp hiểu các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có tên gọi là Velociraptor. Chú có một chiếc đuôi khá là dài nha mọi người. Thân hình của chú khá là nhỏ bé, thon gọn và có màu trắng xám, tuy nhiên phần lưng thì lại có màu đen nha. Bốn cái chân của chú khá là gân guốc và dài, và nhìn kìa, những chiếc móng vuốt sắc nhọn của chú khá là dài luôn, trông khá là nguy hiểm và nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi nha. Chú có thể chạy rất nhanh đó nha. Chú có đôi mắt màu xanh lá và hai hàm răng. Và đây chúng ta có Velociraptor đây các bạn. Đó, chúng ta có một con khủng long Velociraptor khổng lồ luôn nha các bạn. Con này chạy rất là nhanh luôn nha các bạn. Sắc nhọn chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là nhỏ bé. Chú có làn da màu xanh dương khá cứng và dày, và trên làn da ấy mọc vô số những chiếc gai nhọn trông khá là nguy hiểm luôn nè. Chú có một chiếc đuôi khá là dài nữa nha. Bốn cái chân của chú trông khá ngắn và nhỏ, chứng tỏ chú di chuyển khá là chậm. Cổ và đầu của chú mọc đầy những chiếc gai nhọn tua tủa trông khá là nguy hiểm luôn. Và tuy nhiên chú lại khá là hiền và chú là loài khủng long ăn thực vật, và chú có tên gọi là Ankylosaurus. Và đây chúng ta có những bạn Ankylo đây các bạn. Đây chúng ta còn khủng long gai Ankylosaurus khá là to lớn với những cái gai nhỏ đây các bạn.
Và đây chúng ta có một chú khủng long khổng lồ, thân hình của chú khá là to lớn. Và chú có tên gọi là Brachiosaurus, đuôi của chú khá là ngắn và nhọn. Bốn cái chân của chú chắc khỏe và dài, tuy nhiên chú lại di chuyển khá là chậm. Và nhìn kìa, cổ của chú dài thường thường luôn, trên chiếc cổ ấy là một cái đầu trông khá là nhỏ luôn, với đôi mắt màu đen và cái miệng khá là dài nha. Chú là loại khủng long thường ăn những chiếc lá cây ở trên cao. Và đây chúng ta có những bạn Brachio đấy, các bạn nhìn nó to chưa kìa không? Đây chúng ta một con khủng long Brachio khá là to lớn luôn, những các bạn nhìn xem chưa các bạn. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình gầy còm và khá là nhỏ bé này mọi người. Chú có làn da màu vàng và phần lưng thì lại có màu đen, và phần sống lưng của chú nhô cao lên trông khá là nổi bật luôn. Chú có một chiếc đuôi khá là dài nữa nha, và nhìn bốn cái chân của chú này trông khá là xương xẩu. Và một loại những chiếc móng vuốt sắc nhọn luôn nha, nó giúp ích rất nhiều cho chú trong việc săn mồi. Cổ của chú khá là gân guốc và dài. Đôi mắt của chú đỏ lòm trông khá là nguy hiểm luôn nè, và hai hàm răng sắc nhọn chứng tỏ đây là một chú khủng long. Wow, và đây là Dinosaurus đây các bạn, chúng ta mà còn khủng long Dinosaurus khá là to lớn luôn các bạn, còn này chạy cũng rất là nhanh luôn các bạn nhìn xem chưa kìa. Thiệt nha mọi người. Và đây chúng ta có một chú khủng long có thân hình khá là to lớn và có màu xanh, làn da màu xanh đậm. Tuy nhiên phần lưng thì lại có màu vàng và đuôi của chú cũng khá là dài đó. Hai chân sau của chú khỏe mạnh và có những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Hai chân trước của chú cũng khỏe mạnh không kém, và những chiếc móng vuốt sắc nhọn giúp chú rất nhiều trong việc săn mồi nha mọi người. Cổ của chú khá là dài và nhìn nè, khuôn mặt của chú trông khá là dữ dằn luôn, với đôi mắt màu đỏ. Và hai hàm răng sắc nhọn của chú chứng tỏ đây là một chú khủng long ăn thịt nha. Và đây khủng long Super đây các bạn, con này đã có một cái màu đỏ đấy các bạn à, nhìn xịn chưa các bạn à. Và cuối cùng chúng ta có một chú khủng long có làn da màu xanh xen lẫn màu vàng trông khá là nổi bật luôn này mọi người. Thân thể của chú được bao bọc bởi một lớp vảy thô và cứng, và chú có một chiếc đuôi khá là dài đó. Hai chân sau của chú đầy cơ bắp và gân guốc, và có những chiếc móng vuốt sắc nhọn, và chú có thể chạy rất nhanh đó. Tuy nhiên hai chân trước của chú thì lại khá là nhỏ bé và không hề có móng vuốt luôn nha. Trông nó khá là vô dụng luôn, cổ của chú khá là gân guốc nè. Wow, bên đây mình có gì đây các bạn, Spino với cả một con siêu hết các bạn, hai con lao vào đánh nhau như nó, nhìn ước chiến kia các bạn, nhìn nó xịt chưa các bạn. Chú là loài khủng long ăn thịt nha mọi người. Và đây là những chú khủng long mà mình đã nhặt được nha.